cái tia này. Đấy. Ôi sữa đang chảy ra kìa, sữa đang chảy ra kìa. Đây, chị bên đang nhá. Kệ cho bạn bố đi, em thả cho bạn. Wow, các em ơi, ngồi nhà chị được nhiều sữa chưa? Đi ăn nhá, em ơi em ăn cỏ đi nhá. Ở đây có rất nhiều cỏ non cho bò ăn luôn. Chốc nữa siêu nhân mà sang đây chị với siêu nhân sẽ bắt sữa nhá. Ý bạn bò của chị rất là đáng yêu các em ơi. Em nhìn thấy chị có bạn một bạn bò yêu chưa? Ý ăn nhiều cỏ vào nhá mẹ bò nhá. Bò ăn đi. Chị ơi. Chị ăn gì ấy? À Su ơi, hôm trước chị bảo vệ em rồi mà. Mẹ chị mới mua cho chị một bạn bò đấy. Em ngồi đây. Em có cỏ với chị. À em ngồi đây, em ngồi đây. Ngồi đây với chị. Bạn bò này của chị ở đây cũng rất nhiều cỏ nên bạn ấy ăn nhiều lắm em ạ. Bạn ấy ăn sắp no bụng rồi em nhìn này. Đấy, bạn ấy ăn no rồi đấy. Bạn ấy đang rất là vui này. Bạn nhìn đi Su, bạn ấy đi ra. Chị Su ơi, chị Su. Su ơi, Su, Su có thích con bò này không? Thế à, thỉnh thoảng rỗi sang bên chăn bò với chị nhá. Ôi bò này ngày nào cũng bắt sữa đấy. Sáng nay em uống sữa chưa? Rồi. Thế à? Sáng nay em xin chị một cốc sữa bò của má. À thế em đã bao giờ được cốc sữa bò chưa? Chưa. Vậy à, chị em mình mang ra bạn. Bạn ấy ăn no rồi mang ra kia chúng mình chơi một lúc rồi. Bạn ấy sẽ có sữa, chúng mình bắt sữa nhá. Đi. Ê, kém dậy cái. Su ơi, Su, bạn bò giúp chị nào. Bạn Su của chúng ta ngồi và không dậy được rồi. Đi thôi. Rồi chúng mình ra đây. Su ơi, Su để xuống đây cho bạn ấy chạy nha mà xem. Hai chị em mình cùng nhau chơi. Đấy, bạn bò đấy, đáng yêu chưa? Su có thích không? Thích không? Đấy, bạn bò này đáng yêu cực kỳ luôn. Bạn Su của chúng ta rất là thích. Đấy. Wow, bạn đi vào bãi cỏ rồi. Đấy, bạn đang đi rồi đấy. Su ơi, hai chị em mình bắt sữa đi. Không biết bây giờ bạn ấy có sữa chưa nhỉ? Rồi, em bé đây. Su ơi, Su đã bao giờ bắt sữa bò chưa? Chị đã chuẩn bị sẵn một cái cốc của các em. Chị sẽ để xuống đây nha. Và đúng ti bạn bò luôn. Đây, nè. Bóp Su ấn vào ti của bạn ấy. Ơ, đi đâu rồi? Đi đây. À, bạn ấy đang kêu ấy. Bạn ấy đang thích ấy. Bạn ấy buồn mà. Thì em bắt ấn vào cái ti này này. Đấy. Ôi, sữa đang chảy ra kìa, sữa đang chảy ra kìa. Đây, chị bên đang nhá. Kệ cho bạn bò đi, em thả cho bạn. Wow, các em ơi. Ôi, nhà chị được nhiều sữa chưa? Một cốc luôn. Sáng nay chị uống rồi, bây giờ chị cho Su uống nhé. Cốc sữa bò luôn. Này, Su uống này. Xem là sữa bò chị có ngon không nhé. Bà ơi, quay lại đây cho các bạn Su nào. Ngon không? Đấy, sữa bò của chị ngon lắm. Hôm nay hai chị em mình tha hồ mà ngồi chơi luôn. Cái sữa chị luôn. Chị ơi. Sữa chảy ra chị. À đúng rồi, sữa đang chảy ra đó. Bởi vì khi bắt xong nó vẫn còn đọng lại mà. À đấy, ôi, bạn bò thích bạn Su rồi. Su bé bạn bò một chút đi em. Đấy, các em ơi, bạn bò của chị già và bạn Su rất là ngoan các em ạ. Chị em một con bò không về nhé. Không được đâu, bò này mẹ chị mua cho chị mà. Làm sao mang về được. Không, thôi chị về đấy. Chị đi về đấy. À, con bò này mẹ chị mua cho chị á. Chị cho em uống nhờ sữa thôi. Về đây. Không đồng ý đâu, ta không về. Hôm nay cho chị. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.